MU Awaken Mobile sau một năm phát hành tại thị trường Việt Nam vẫn đang thể hiện một định hướng phát triển và vận hành hợp lý đến từ nhà phát hành VNG. Nhìn lại chặng đường một năm đã qua của siêu phẩm MU Awaken VNG. Ngày 15 tháng 11 năm 2018, MU Awaken VNG ra mắt cộng đồng game thủ Việt với rất nhiều sự hoài nghi về khả năng thành công của tựa MMORPG 3D siêu nặng, siêu đẹp này. Có tên gốc là MU Origin 2, trò chơi từng được biết tới như một trong những sản phẩm game mobile thành công bậc nhất tại thị trường châu Á giai đoạn 2017-2018 với những con số thống kê đáng mơ ước. Đứng trước bản sơ yếu lý lịch tương đối khủng đó, không ngoa khi nói MU Awaken là một sản phẩm bom tấn chính hiệu, là một tựa game nhập vai chất lượng và đủ tiềm năng đáp ứng nhu cầu của thị trường hiện tại. Dẫu vậy, với việc làng game Việt đã chứng kiến quá nhiều cuộc tình chóng vánh của những tựa game mang mác bom tấn hay siêu phẩm khi về nước. Trong khi trước đó, thị trường game nước nhà đã có vô vàn những tựa game online mang đề tài MU cứ đến rồi đi chỉ trong một thời gian ngắn ngủi. Nên ít nhiều đối với MU Awaken VNG, cộng đồng fan cứng của MU Online nói riêng và nhóm người yêu thích thể loại MMORPG bối cảnh phương Tây nói chung cũng dành sự hoài nghi không nhỏ. Nhưng điều quan trọng là dù cho cộng đồng có e ngại đến đâu thì những ưu điểm trong lối chơi và cả những nét tươi mới trong tư duy vận hành của nhà phát hành VNG dành cho MU Awaken Mobile vẫn đủ sức hấp dẫn nhiều người tham gia. Phát triển bền vững, luôn luôn lắng nghe ý kiến người chơi. Để nói về sự thay da đổi thịt của MU Awaken VNG sau một năm ra mắt thì có lẽ những bước chuyển mình rõ thấy nhất nằm ở hệ thống tính năng hoạt động trong game. Cụ thể, sau 12 tháng ra mắt, cứ 3 tháng, nhà phát hành VNG lại big update một lần cho MU Awaken. Trong khi đó, tại mỗi tháng, luôn có những event diễn ra vui nhộn từ trong cho đến ngoài game. Qua đó, người chơi liên tục có cơ hội bứt phá giới hạn sức mạnh của mình và tiếp cận thêm những tính năng, hoạt động mới mà game đề ra ở về sau. Từ đó, mọi người luôn có đủ thời gian để cày cuốc, tìm hiểu một cách kỹ càng nhằm định hướng phát triển nhân vật của mình sao cho tối ưu nhất. Cũng nhờ vào lối chơi nhập vai chuyên sâu, không bị chuyển biến quá nhiều trong một thời gian ngắn mà MU Awaken VNG luôn chiếm được cảm tình của những lão làng yêu thích MU Online gắn bó trung thành. Rõ ràng, định hướng của nhà sản xuất game MU Awaken là mang đến những trải nghiệm sâu sắc nhất dành cho người chơi MU Online lâu năm. Vậy nên việc trò chơi không tỏ ra vội vã trong việc cập nhật những tính năng mới là điều dễ hiểu. Và thực tế đã chứng minh hướng đi này của nhà phát hành VNG hoàn toàn là một quyết định sáng suốt, không quá đốt cháy content game như các sản phẩm MMORPG mì ăn liền khác. Come on.